Ngành y tế tỉnh Tiền Giang cũng đang nỗ lực phối hợp ngành giáo dục để tăng cường các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học. Khi trong thời gian học sinh nghỉ học thì cái việc mà đã phun xịt cho tất cả 100% các trường trong toàn tỉnh thì chúng ta đã hoàn thành xong. Và như vậy thì vấn đề còn lại là chúng ta làm sao dọn dẹp cho nó sạch sẽ sau khi mà phun xịt để bảo đảm là nó gọn gẽ sạch sẽ phục vụ cho học sinh. Chúng ta cũng cần phải quan tâm là vấn đề phun xịt nó cũng chỉ là tạm thời để nó diệt các mầm bệnh có trong môi trường, không khí, bàn ghế. Nhưng mà thuốc nó cũng không phải là tồn tại lâu, mà khoảng vài ngày thì nó cũng đã có tác dụng, mầm bệnh khác nó xuất hiện. Làm sao để phòng ngừa các bệnh cúm do nCoV, Bộ Y tế cũng đã có khuyến cáo vấn đề vệ sinh cá nhân, nhất là rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và các nước sát khuẩn trong thời gian từ 20 đến 30 giây dưới dọn nước sạch là thật sự cần thiết. Bên cạnh đó thì cũng vệ sinh bề mặt các vật dụng, các tay nắm nhân dân. Thì như vậy thì sau khi phun xịt thì chúng ta dọn dẹp vệ sinh và thường xuyên lau chùi các bề mặt bàn là đặc biệt quan trọng. Một điều nữa là tránh tiếp xúc gần với những người có nghi ngờ mắc bệnh. Còn những nơi tập trung đông người thì cũng khuyến cáo là chúng ta cũng hạn chế tiếp xúc, và nếu có đi lại những nơi đông người thì có thể đeo khẩu trang. Rõ ràng là khi các em học sinh đến trường thì cũng được xem là tập trung đông người, và như vậy thì cũng có thể các em cũng cần thiết các em nên đeo khẩu trang. Nhưng mà như đã nói là nếu như môi trường chúng ta sạch, không có những đối tượng được xem là đối tượng là mắc bệnh nghi ngờ hoặc những ca xác bệnh, thì chúng ta vẫn có thể đeo khẩu trang vải, không nhất thiết phải đeo khẩu trang y khoa. Và như vậy thì bên cạnh việc đeo khẩu trang thì cũng khuyến cáo là giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay sạch sẽ và lau chùi các bề mặt, các vật dụng. Chú ý những nơi mà ít người quan tâm, ví dụ những tay nắm cửa hoặc là những nơi có nhà vệ sinh, hoặc là cửa ra vào, cửa sổ vân vân, thì những nơi đó là có thể có mầm bệnh, bởi vì virus nCoV là loại virus rất là nặng, nó không có bay lơ lửng không khí như những loại khác mà nó thường nó đáp xuống các bề mặt, cho nên các bề mặt là nơi mà chúng ta tiếp xúc. Bên cạnh đó thì khi mà tay chân chúng ta sờ vào hoặc là chúng ta có thể chà lên các bề mặt, những tay nắm cửa, thì chúng ta đã vô tình trên mặt tay chúng ta đã có mầm bệnh. Thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sát khuẩn là cái biện pháp rất là tốt để phòng ngừa không chỉ bệnh nCoV mà một số bệnh lý khác mà có mầm bệnh có thể lây truyền qua không khí hoặc qua biển.